Qua 11 tháng 4 năm 2018, Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Thanh niên Nông thôn, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phối hợp với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Khoa Quản trị Kinh doanh Trường Đại học Đại Nam đã tổ chức lễ phát động cuộc thi Thanh niên khởi nghiệp sáng tạo năm 2018. Đây là cuộc thi thường niên nhằm tìm kiếm những tài năng trẻ khởi nghiệp. Năm nay với chủ đề nông nghiệp xanh, cuộc thi đã thu hút sự tham dự của hàng trăm sinh viên Hà Nội. Khởi nghiệp xanh này giúp sinh viên quản trị kinh doanh đem đến một cái mô hình, một cái nguồn lực để có thể tạo ra những cái mới. Nhóm của bọn em thì có một cái ý tưởng trồng cà chua bằng trứng và sữa. Đây là một trong những cái môi trường để cho các em có thể biến những cái ý tưởng của mình trở thành hiện thực. Và ngoài ra thì để nhằm mục đích là kêu gọi các nhà đầu tư. Vòng chung kết sẽ diễn ra vào ngày 25 tháng 8 năm 2018 với tổng giá trị giải thưởng là 160 triệu đồng. Đây hứa hẹn sẽ là một sân chơi hấp dẫn cho các bạn trẻ có mong muốn khởi nghiệp ở lĩnh vực nông nghiệp.